Bà vú sữa. Nè, cái này cái bên này. Ừ. Cái gió. Dạ, đó quá mùi. Dạ, anh chụp cho. Chụp gan. Nè nè nè, dính rồi. Sao mày dính nó thấy đây nè. Chụp đi anh. Chụp từ trái luôn ha. Đó. Nè, gì nè. Ờ, để lại luôn đi. Kìa kìa. Dễ thôi, có gì đâu. Chốt nó ha anh chụp. Chụp hồi xưa rồi, chuyên gia là dân làm trái cây mà. Về đảo ngược lại thời gian. Nhưng làm trái cây đó coi. Nó chụp bưởi nè, bẻ chùm trơn, bẻ nhãn, leo chèo như khỉ. Bây giờ leo chèo hết nổi rồi, Vinh có thở không chết rồi. Gì mà lo đòi kinh bà nào em nào thì tùm lum. Thôi kinh này quá, kinh bà nào dốc kinh mà quá không chơi à. Trái anh cầm á, trái anh cầm chính đó. Khó không, cái con thấy chưa. Trái đi. Kè kè, chốt nó hái xuống rồi kìa. Nó thấy chưa, cái con thấy chưa. Đồ mèo chơi thôi. Ủa tới mà chuột nó ăn. Rồi luôn rồi, màu luôn, rồi luôn rồi. Rồi luôn. Xích cái mồng qua nè. Đâu? Xích cái mồng. Xích cái gì? Xích cái mồng. Xích cái mồng hả? Xích cái mồng à. Nè. Nhảy vẽ cho cài xích cái mồng à. Đâu rồi. Mà vẽ em nhánh thì qua không có đâu ăn gì hết. Ôi chơi bẻ nguyên cái cành loa luôn rồi. Ừ. Ôi chưa đến đổi mà. Chưa đến đổi. Ăn được. Có thời gì. Còn dưới này nè, còn nằm dưới. Sao bé quần đây nè. Thì anh quần luôn đi, anh quần anh bé luôn đi. Bự ngoài ghế không nè. Đâu cặp bự đâu? Trời ơi, cặp bự đây nè. Nhánh này nè. Quá đâu, trời luôn. Đâu? Ừ cái nhánh đó đó. Ừ, xích lên. Đu. Rồi cặp bự đi tả vậy đó hả? Cả bé nguyên cặp luôn đi anh. Ừ. Ồ. Đâu đâu. Thấy không? Rồi sao lấy? Đứng những cái cây thì ghê quá. Nó hấp dẫn chưa? Thì nó giăng cái tay bên đây nè. Đây nè. Ừ. Bên đây, không phải, trái đó không phải. Được không? Ờ trái này sao mà không phải, không láng, không thối luôn, đổi màu không phải. Không nứt đi sao không? Đó, thấy chưa? Nứt dập không ngon. Đây nè, trái này nè. Trái này nè. 2 3 4 ngày nó chín luôn á. Đó, thấy chưa? Lá nó chín rồi đi. Hên lên chín chưa? Bữa nó có nữa rồi. Có nữa rồi tao. Nè, cái này. Này cái trái đó là sao vậy? Đó. Chưa hả? Mày tìm mày qua sẽ thuốc đâu phải. Thôi trái để lưới sau đi. Qua xương qua cái rồi nó. Đó. Còn trái này nè. Còn trái đó đó, trái đó chín mùi rồi đó. Trái này nè, trái này thọc kẹp nó không được nè. Rồi, được rồi. Thấy không? Trái này chuột ngâm luôn đó hả? Ừ, ở ngoài đó kìa, trái đó làm sao vậy? Ồ, trái này bẻ được không vậy? Không, trái đó sẽ để lưới sau đi. Rồi, được rồi. Nè, nhiêu nè. Thành quả. Đóng luôn. Này chắc hơn rồi má. Trời ơi, 20 kg luôn. Hơn 2 kg. Nè, bỏ vô đây nè, chắc vô. Anh bỏ vô luôn đi anh, em quay anh. Dẹp con lưới ra. Thôi để về tấm luôn đi. Hết không? Tấm đi rồi đem vô cho xả một lưới rồi bỏ cây đi chi nữa. Lòng vòng phải không? Đó, mình tính rồi, tính cái giọng làm biến luôn á. Nè, cầm nó gớt này nha. Ai tấm vô được, mày tấm đi. Bốc tấm nè. Cái mít kìa, ôm cái mít vô kìa. Làm có việc làm mà. Nè. Nè, trời ơi dân con bẻ trái cây mà không biết vậy. Đó nè. Ai cầm cho hết. Nè. Đó gì nè, thôi gì đâu, không hết. Bỏ xuống ai. Nè, đó, thấy được chưa? Trời ơi. Ba là tính sẵn rồi cho nó làm gì. Rồi móc cái này vô cho con luôn ai. Thôi tao xếp luôn. Đóng đuối. Anh con cái mít này không 14 15 kg làm mới sợ. Sẽ khó à. Cái này để lâu rồi, nó ba đạp rồi đấy. Ui, smart. Nhưng mà nó không bẻ đầy á, nó không thấy không á. Con cha mít một thấy đấm đuối ha.